Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị, vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, cũng liên quan đến những cái vụ mà trộm, thì ngày hôm thứ Ba vừa rồi đó, thì cảnh sát ở vùng Los Angeles đã ra một cái thông cáo báo chí liên quan đến việc bắt giữ một người phụ nữ. Mà bà này á, bà đi ăn trộm đồ ở trong mấy cái tiệm mà lotion rồi body bath này kia đó. Trời ơi, lên đến giá là 80.000 đô la. Ủa, mấy cái chai có nghĩa là mỗi một chai thì nó có ít đồng thôi, đúng không? Bà này ở là Bed Bath Body đó, Bed and Body Works, ngọc đang cái lộn với Bed Bath Body. Hai cái tiệm nó khác nhau. Hai cái tiệm nó khác nhau. Một bên là cái tiệm mà bán lotion rồi nước hoa đó, bà này ăn cắp ở chỗ đó. Mà anh Trường biết, như anh Trường vừa mới nói, là mỗi một cái món đồ đó nó trị giá có vài đồng. Mà bà ta ăn cắp sao nó lên đến giá trị 75.000. Tức là cứ mỗi lần đến thì tha về. Thì đến khi mà cảnh sát đến khám xét nhà của bà á, thì ngoài cái đống đồ đó trị giá khoảng 75.000 đô la ra, thì còn thêm một mớ đồ nữa của Victoria's Secret, rồi cái quần áo giống như trong hình đó là của H&M, vân vân, khoảng chừng hơn 6.000 đô la nữa. Thì hiện bây giờ bà này bà bị bắt trong thời gian qua đó, đây là lần thứ 5 rồi. Thành ra là bà không có được đóng cái tiền tại ngoại hậu tra mà người ta giam giữ bà luôn, bởi vì vi phạm những cái luật lệ về cái chuyện mà bắt giữ. Nhưng mà cái điều này để cho thấy rằng cái nạn, cái này á, nó giống như là không ai mà có thể một lần mà họ đến họ trộm được hết chừng ấy đồ. Nhưng mà mình xem ở trong những cái camera an ninh á, người ta quay lại sẽ thấy những cái kẻ này nó trộm đồ. Thật ra những người bán hàng á, và sẽ để ý, ví dụ như họ đến cái họ mặc những cái áo thùng thình, xong cái họ thảy đồ vô trong người, hay là quần áo đó, cái họ mặc giống như họ mặc thử vô, họ trồng vô, xong cái họ đi ra lùi ra liền. Để coi, trong thời gian ở Mỹ mười mấy năm, Ngọc Lan được hai lần chứng kiến cái cảnh mà họ ăn trộm vặt như vậy đó. Một lần là ở Walmart, một lần là ở Costco. Ở Costco thì đó, cái chuyện mà thử đồ thì tình cờ thôi, mình đứng kế cái ông đó không phải người Việt Nam, ông đó người trắng. Thấy ông khoác cái áo vô, tại vì nó còn cái mạc ông khoác vô, xong cái ông đến coi ký thấy ông đi, thì tại vì lướt qua lướt mắt mình thì mình thấy cái, xong hồi đến lúc mà tính tiền á thì cũng tình cờ thấy cách trước mình tay trên người ông mặc cái áo đó, thì mình cũng không có biết thật sự chính xác rằng là rồi người ta sẽ phát hiện ra như thế nào. Nhưng mà mình quan sát, mình thấy mình như vậy. Rồi một lần ở Walmart á, thì thấy cũng đang đi lựa đồ, cái thấy cái anh chàng đó đến ngay cái quầy rượu á, cầm chai rượu thọc vô trong cái áo jacket đó, ở trong cái túi, cái xong hồi cái đi ra, wow, trời ơi. Đó là những cái trộm, cái bà này mà ăn cắp 70.000-80.000 đô la cái tiền ở những cái chỗ đó, là cũng cái kiểu mà thọc đồ vô ở trong rồi xong rồi lẻn lẻn đi ra là như vậy. Cùng với cái bản tin trộm cắp đó, thì thưa quý vị, ngày hôm nay đó, cái cơ quan mà coi về đường vận hành xe lửa Union Pacific của Mỹ đó cho biết rằng trong thời gian vừa qua, một thời gian ngắn thôi, 6 tháng thôi, mà nạn trộm cắp ở trên xe lửa chở hàng đã lên tới 160% so sánh với lại cùng thời điểm năm ngoái. Đây là cái hình ảnh quý vị cho thấy nè, cái đường rầy xe lửa Union Pacific, khúc này là khúc đi ngang qua thành phố Lincoln Heights. Thì khi mà xe lửa đi ngang qua đây đó thì họ đi rất là chậm. Rồi những kẻ hôi của này, họ đi từng theo, từng nhóm, từng băng. Họ đục cái cửa phía sau của xe lửa ra và chui vô trong xe lửa chở hàng này, lấy hết tất cả đồ hàng hóa đang được vận chuyển. Vận chuyển của UPS có, Amazon có và nhiều những cái hãng nữa.
họ tung ra ngoài phía đường rầy đó để mà họ coi là những cái món đồ nào có giá trị dễ bán thì họ lấy, còn không thì họ quăng lại luôn. Một trong những nhà báo, họ suốt ngày ngồi nghe ở trên cái máy scanner, máy quét thông tin đó, thì họ nói thấy rằng là ô, có một vụ hôi của cướp ở trên xe lửa, thì họ mới đi ra đây và họ chụp cái hình, họ nhìn thấy là quý vị thấy nè, rất là nhiều hình ảnh của những cái hộp, những cái thùng đã được gỡ ra, mà trong này có nhiều cái món hàng mà anh ta đi lượm được đó là còn nguyên luôn, của UPS, của Amazon, có địa chỉ người nhận nữa rồi vân vân. Thì tất cả những cái hàng hóa này đó, sau khi mà bọn cướp mà lấy được đó, thì họ quăng lại tất cả những cái thùng này, có luôn cả sofa, có luôn cả giường nệm nè, những cái test COVID mà chưa xài tới, rồi cái EPI pen, rồi rất là nhiều hàng hóa. Và hiện nay đó thì sở cảnh sát của Los Angeles cũng như là sở cảnh sát riêng của cái đường rầy xe lửa Union Pacific này, họ đang hợp tác với nhau lại để coi là có cách nào để chống lại những cái vụ này hay không. Cũng với cái bản tin này thì các hãng xe 18 bánh họ cũng thông báo, họ nói rằng là tình trạng mà bây giờ cướp những cái xe 18 bánh nó càng ngày càng phổ biến. Cái xe đó đậu lại ở cái nơi nhà kho đó để mà chuyển đồ lên. Đó, chưa kịp đi thì bọn cướp tới dí súng rồi bắt người tài xế ra khỏi xe và họ lái cái xe đấy đi luôn. Wow. Đó, cho nên bây giờ đó tình trạng mà không phải là đi ăn cắp vặt nữa mà cắp có hệ thống, cướp luôn cả một chiếc xe vận tải 18 bánh. Hay là nhảy lên xe lửa, lúc mà xe lửa đi ngang qua mấy cái khu khúc này thì họ đi chậm chậm đó, lên bắt đầu dùng khoan, dùng cưa này kia, cưa cái ống khóa cửa phía sau cửa toa xe lửa ra, rồi mở toang nó ra vậy nè, là bắt đầu chuyển hết đồ trên đó xuống, và rất là nhiều đồ còn mới tinh mà, tại vì trong thùng mà đó, rồi họ lựa ra, à cái này bán được thì lấy, còn cái nào không bán được á quăng xuống đường rầy luôn đó. Cho nên có nhiều người nói rằng là từ 3 giờ sáng, 2-3 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng, nếu mà quý vị mà đi tới những cái khúc này đó, đặc biệt nhất là cái vùng Lincoln Heights, thì quý vị sẽ thấy họ đi từng nhóm một, đeo trên người những cái bao rất là lớn, ba lô rồi này kia đó, rồi họ bắt đầu đi lùng cái xe lửa ra, mà đi ngang qua một cái là bắt đầu nhảy lên là cưa cửa ra này kia. Mà không biết tại sao cảnh sát lúc bây giờ đang ở đâu ha. Nếu mà mình đi coi được, mình thấy được thì cảnh sát cũng biết được những cái khúc giờ đó người ta hay đi làm cái việc này. Cho nên lý do tại sao mà chúng ta thiếu hàng hóa, nhiều khi order hàng mà không thấy tới nhà, rồi nhiều khi bây giờ đó tình trạng cướp những cái xe chở hàng như vậy đó thì thất thoát rồi sẽ lên giá, đó là cái tình trạng hiện nay. Quý vị thấy xe lửa đi ngang qua nè, họ lên họ lấy xong họ quăng hết mấy cái thùng xuống dưới đây. Nhưng mà cái chuyện mà cướp xe lửa, cướp hàng trên xe lửa đó, hình như quốc gia nào cũng có cái tình trạng này hết á. Cái chuyện mà xe lửa ở Việt Nam đó, quý vị nào mà đã từng đi xe lửa rồi sẽ nhớ được những cái hình ảnh, cái chuyện cũng là tụi cướp mà nhảy lên xe như vậy. Tại cái xe lửa nó khác với lại những cái vận chuyển khác, đúng không? Nó không có nhiều người, nhất là xe chở hàng. Rồi nhân viên ở trên xe cũng ít. Rồi cái chuyện mà xe lửa thì nó không phải chạy vùng vụt giống như là không thể như máy bay, không thể như là xe hơi. Thế cho nên á, cái chuyện mà ở dưới nhảy lên trên cái chiến xe lửa thì nó rất là dễ dàng. Cho nên ở đâu cũng có cái chuyện mà tình trạng mà cướp những cái toa hàng trên xe lửa như vậy. Rồi anh Trường đang đặt vấn đề là tại sao nó nhiều như thế đó. Thì ngày hôm qua trong một cái thống kê, trong một cái cuộc họp báo của cảnh sát Los Angeles, thì họ đã đưa ra cho biết rằng là cái số vụ mà giết người cũng như là trộm xe đó ở Los Angeles đã tăng lên trong 2 năm qua, tăng lên 94% đối với giết người và tăng lên là 54% đối với lại các vụ mà trộm xe mà cái quy mô lớn á. Thì đứng trước vấn đề này thì người ta nói rằng là nó do cái chuyện á, là thứ nhất là do đại dịch, rồi nhiều người ở nhà, xong rồi cái túng quẫn về tài chánh, rồi nó dẫn đến nhiều cái kẻ phạm tội. Và vấn đề thứ hai á, đó là vấn đề thiếu cảnh sát. Vấn đề thiếu cảnh sát. Cho nên bây giờ người ta phải đặt ra vấn đề rằng là làm sao để với cái số lượng cảnh sát bị thiếu hụt ở Los Angeles, làm sao phải cái chuyện mà đưa thêm người vào tổ chức tuyển dụng đó, nó có thể giảm đi những cái quy định mà nó chặt chẽ.
Rồi cộng nữa đó là ở Los Angeles trong thời gian vừa qua có rất là nhiều vụ mà cảnh sát đã vi phạm đến cái chuyện mà làm cho chết người quá tai. Thành ra họ yêu cầu cảnh sát phải mang những cái bộ mà giống như là quay, nghe tiếng nói, quay hình ảnh lúc mà tiếp cận với lại các những kẻ phạm tội. Nó có nhiều cái lý do, nhưng mà nói rằng ông cảnh sát trưởng ở Los Angeles nói rằng là có lẽ cái số lượng mà vụ giết người mà tăng lên 94% coi như là gần gấp đôi, có lẽ chỉ riêng ở Los Angeles trên toàn nước Mỹ mà thôi. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345. 1800 227 2345.